Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những tản mạn của sư cô Suối Thông trong quyển sách Thả Trôi Phiền Muộn. Ở phía sau quyển sách có một lời đề tự: chúng ta đến thế giới này tụ chung chỉ có hai việc, sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Cuốn sách nhỏ này góp cho bạn ít lời khuyên thiện lành, để ai cũng có thể thong dong trong cuộc sống, là chút nhìn lại mình để thả trôi những ưu phiền, đón mỗi sớm mai hạnh phúc. Ở trong quyển sách này có 100 câu chuyện hoặc là những lời tản mạn để giúp cho chúng ta thả trôi bớt đi những phiền muộn trong cuộc sống. Có thể là khi mà chúng ta có những điều không vui, có những điều bất như ý mà gặp được một vài câu đúng với tâm trạng của chúng ta lúc đó thì chúng ta cảm thấy nhẹ đi rất là nhiều, đúng không ạ? Và quyển sách này được sư cô dịch ra, ban đầu là viết trên Facebook thôi, sau đó thì nhận thấy có nhiều bạn đọc đã rất là tâm đắc rồi cũng ghi lại vào trong những quyển sách nhỏ, cho nên là sư cô đã tập hợp nó thành một quyển sách. Chúng ta bắt đầu vào những dòng đầu tiên nhé. Mà không phải là dòng đầu tiên của quyển sách à, là những cái mà Ngân chọn đọc ngẫu nhiên thôi. Thư cho ngày vấp ngã. Ai cũng đã từng trải qua những lúc vấp ngã, những lúc thất bại, những lúc cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, chán chường, đúng không? Chúng ta hãy cùng đến với đoạn này nhé. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, đó là chính mình. Trên đời không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào rồi cũng sẽ là một ngày mới chắc chắn. Những điều tâm niệm. Tâm trạng dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu. Công việc dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà. Hoàn cảnh dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả. Dù thất vọng cũng đừng gục ngã. Hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hấp mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua dông bão cuộc đời, thì cô độc từ đâu đến? Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau
có thể sâu, cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết cua chân, múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành khoan dung với mọi người, khiêm nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể, năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không thể làm gì được hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, quan tâm đến một người sẽ tổn thương chính mình. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, tình cảm là thứ chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Bất chợt một ngày tôi nhận ra, có nhiều thứ chỉ có thể nắm lấy một lần, một khi buông tay là mất đi mãi mãi. Một sự việc nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ dàng thất vọng. Một tình cảm nếu trao đi quá nhiều sẽ khiến mình mỏi mệt. Một con người nếu chờ đợi quá lâu sẽ cảm thấy đớn đau. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Nếu đã từng sai lầm, chỉ quan tâm đến người mình yêu thích, thì từ đây hãy trân trọng người lo lắng cho mình. Hãy nghĩ đến một ngày bạn mất đi tất cả, trở thành kẻ trắng tay, thì ai có thể ở lại và nói: không sao, vẫn còn tôi ở đây. Ai? Đó là gia đình, bạn bè, hay đơn giản chỉ là một người qua đường bất chợt. Đôi khi xem người khác quá quan trọng, kết quả trong mắt họ, mình lại chẳng là gì. Thế nào là hạnh phúc? Các bạn định nghĩa như thế nào là hạnh phúc ạ? Một hôm tôi hỏi lòng thế nào là hạnh phúc. Lòng bảo thân khỏe, tâm an là hạnh phúc. Cơ thể khỏe mạnh rồi, làm sao để tâm được bình an? Lòng lên tiếng, tâm vướng bận quá nhiều thứ, không tự do thì tất nhiên không cảm nhận được sự yên an. Có một bài rất là hay của Thiền sư Minh Niệm, các bạn search YouTube sẽ rất là dễ. Đó là tâm an vạn sự an ấy. Nói về giống như cái câu mà chúng ta thường hay nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tâm của mình quyết định rất nhiều đến những thứ ngoại cảnh ở xung quanh. Những thứ mà chúng ta nhìn thấy là sự phản ánh những gì nó xuất hiện từ trong nội tâm của chúng ta mà ra.
Tôi lý luận, sống ở đời, làm sao có thể không vướng bận? Lòng thông thả, nếu tâm không làm nô lệ cho hình thức, chính là tự do. Tự do thì sẽ thông dong và tự tại. Tôi chưa hiểu, tâm vốn ở bên trong hình thức, sao có thể không bị phụ thuộc? Lòng giảng giải, tâm là nơi dung chứa mọi cảm nhận của cuộc sống. Nếu nếm trải ngọt bùi hay cay đắng cuộc đời, đều có thể mỉm cười bước qua, sẽ không bị dính mắc. Tôi lại hỏi, sao mới được nhẹ nhàng như thế? Lại nghe thấy tiếng lòng, danh lợi được mất giống như chiếc cầu bập bênh, không được thì thấy thiếu thốn, được rồi lại thấy muốn nhiều hơn. Nếu tâm an ổn vững vàng thì đâu cần mệt mỏi chạy theo gió đông với những cơn giông xuống lên bất chợt. Tôi thắc mắc, tâm ta rộng hay thế giới lớn hơn? Lòng trả lời, trời đất bao la hay cuộc đời nhỏ bé đều do tâm cảm nhận. Ta có mặt thì vạn vật phản chiếu qua tâm cũng theo đó mà hiện ra. Đẹp hay xấu cũng từ đây mà thành. Tôi băn khoăn, vậy chúng ta đang đi đâu trong cuộc đời này? Lòng tự tốn, đời mỗi người vốn là một cây cầu, chỉ khác nhau ở phương hướng, là bạn đang hướng ra ngoại cảnh xôn xao hay tìm về với chân tâm tĩnh lặng mà thôi. Một bài ngẫu nhiên nữa nhé. Những bài này Ngân cũng mới đọc vài bài đầu tiên thôi. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi chọn tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng với những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Nếu mà có thể thì các bạn mua quyển sách này về. Ở trong này có nhiều để mà các bạn trở thành một viết những status có vẻ là show deep hơn một tí. Chỉ cần để một tấm ảnh xong rồi lấy một vài câu ở trong này, vừa trông có vẻ là sâu sắc, vừa có thể chia sẻ những cái dòng rất là ý nghĩa đến những bạn bè người thân của mình. Lúc nãy là Ngân đọc tiêu đề định vị đời mình đúng không? Mà chưa đọc nội dung đúng không ạ? À, đoạn này có vẻ như là có liên quan đến câu hỏi vừa rồi. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống. Những điều bất như ý là những điều làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta không hài lòng ấy các bạn. Chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên
bằng tâm cảm kích là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa nhìn thấu mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tình hình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ ở qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất.